quý đối tác, quý khách hàng trong năm 2020 đã luôn tin tưởng ủng hộ sử dụng sản phẩm dịch vụ của em Sơn Bảo hiểm BSH. Được đồng hành cùng quý đối tác, quý khách hàng đó là niềm vinh dự rất lớn đối với em, và đặc biệt những quý khách hàng đã luôn luôn sử dụng sản phẩm dịch vụ của em và luôn luôn giới thiệu bảo hiểm của em Sơn tới cho bạn bè, người thân của mình. Đó là điều mà em luôn luôn trân trọng. Chúc cho quý đối tác, quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, nhiều may mắn, nhiều thành công và đặc biệt sức khỏe dồi dào. Hy vọng rằng năm 2021 tới, em Sơn luôn được đồng hành cùng quý đối tác, quý khách hàng để cùng an toàn và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn.